Nào, sẽ sửa thành gì? Little. Vừa học xong rất mồm đúng không? A little chưa? Ok không? Ok. Anh nó lại ở được. Này cũng vừa lượng từ anh vừa nói đúng không? Thì little thì đã có bài kiểm tra phần đấy. Nhưng anh sẽ nói luôn này. Little thì cộng với cả là không đếm được. Được chưa? Thì có phải là nước này là không đếm được không? Đúng không? Có. Đúng không đếm được không? Được chưa? Còn few là cậu đếm được đúng không em? Ok không? Rồi. Thì tiếp cho anh đi bắt đầu bài câu số 17, 18 này. 17 đáp án là gì nhỉ? Nào câu 17 nào. Anh sẽ làm lộn, anh không làm từng đề một, anh sẽ làm lộn được chưa? Cứ đến mục nào anh sẽ chữa hết mục đấy. Nào. 17 đáp án là gì? Mọi rất nhiều người đã chết cho tai nạn này đúng không? Ok, A ai chọn nào? Anh chọn là that a relief đúng không? Rất rất nhiều người chết mà lại that a relief. Rồi, thì là cô A đáp án chắc chắn là sai. Em chọn D. Cô B ai chọn em? Hakute đúng không? Đây là sai sai gọi là sai vãi đúng không? Tiếp nào, câu số tiếp theo là câu số C that great ai chọn không? Anh lại em. Mà câu D ai chọn không? Rồi giao chọn đúng. Tại sao? Nhiều người chết. Dịch cho anh này, nghe dịch này. Đáp án A ấy, relief bản thân từ này có nghĩa là thật là nhẹ nhõm, hiểu không? Hiểu anh nói không? Làm sao nhiều người chết mà em lại nhẹ nhõm được? Anh hiểu anh nói không? Hiểu không? Vậy là sẽ phải là gì? Nó là D đúng không? Rất là tệ đúng không? Rất awful. 18 nào. Đáp án 1, 2, 3. Câu A ai chọn nào? Ok, chuẩn rồi. Ok, B ai chọn không? C, D. Ok, A đúng nhá. Mèo của bạn rất là kiểu rất là đáng yêu đúng không? Ok, cảm ơn rất là bạn tốt khi nói điều đấy đúng không? Ok, đáp án nào? Cái này ít ra. Chưa chưa? Chưa lúc nào? Chưa lúc nào? Cô chưa lúc nào? Có mỗi lần hành nhớ toàn chữ tay không đúng. Cô chưa lúc nào em? Chưa lâu rồi. Ờ, chữa nhanh thôi. Đến nãy chữa trong một tiếng thôi nhá. Không chữa cuối. Câu 25 là A này. Câu nào? Câu 25. 25 là A à? Ừ đúng. Đến anh sẽ nói cho phần này. Rất dễ. Nào. 19 nào. 19 bắt đầu. 19. Success bằng là gì nào? Không. Đáp án D. Rồi, gái chữa rồi. Ờ, cái này tôi đi học béo rồi. Ờ, nhầm anh nhầm. Nào, thế em là gì? Thế mình chữa rồi là nó đáp án gì em? Sai nốt. B. B, đúng. Tôi chắc chắn rằng đúng không? Bạn sẽ đồng ý rằng vấn đề này rất là ghi danh từ mới này. Vital thật là quan trọng. Quan trọng đúng không? Cho sự thành công của dự án đúng không? Rất xét là thành công. Câu 19. Là sẽ là B, chim vấn những câu này sẽ chữa nhanh nhá. Nào, câu số 20. Phản xạ nào, 20 có ai chữa không? Hả? The teacher explained the lesson simply and good đúng không? Nhưng mà giáo viên thì không, học sinh thì không hiểu. Ok, nó sẽ là quickly. Ok, chuẩn. D, nó rất là nhanh đúng không? Rất là nhanh, nhanh chóng. Trái nghĩa này, có rất nhiều các thành viên trong cái hội chính trị đúng không? Người đã chống lại các cái, người đã gì đấy, cái thằng nhóm trưởng đúng không? Ok không? Vậy chống lại là bạn sẽ là con ok, có thấy cái từ ok không? Ok bản thân nó từ chống lại hiểu vấn đề không? Chắc sẽ phải là C, support, chuẩn rồi. 22 này, ở vài quốc gia đúng không? Ở vài quốc gia, rồi. Nó là cái gì đấy, cho gì đây, cho pride là gì hả em? Cô dâu ghi đi, cô dâu đúng không? Mặc đồ màu trắng. Vậy thì traditional, trái nghĩa sẽ phải là? Hả? B sai, B. D. Đầu tiên này nghe này, đầu tiên này nghe. Traditional là truyền thống này. Đúng. Đầu tiên anh hỏi này, usual là gì em? C là gì? Thông thường. Ghi nghĩa vào thông thường. Được chưa? Đáp B là gì? Từ này nghĩa là chung. Chung cái gì đấy chung. Có đáp án chung. CH. Còn đáp án A là thường xuyên đúng không? Anh hỏi, nghe. Trong câu này, khi đi thi ấy, biết ngay mình sẽ phải chọn một trong hai đáp án C và D. Không nói hiểu. Hiểu vấn đề không? Vì sao? Vì sao C và D? Vì hai từ này trái nghĩa nhau hiểu không? Nên là chỉ có thể rơi vào một trong từ này nhớ trước giảng không? Nhớ chưa? Unusual, chuẩn. Nhá. Rồi, trong tờ này này, next. Rồi nhìn tiếp cho anh đề tiếp theo là đề 1 link mấy đây. Đề 1 link mấy? Ai cầm mấy bài đọc. 105. 105. Thật ra chỉ chữa 3 đề thôi, đề có hack, có cái đề còn lại của em là trùng, hay đề trùng, được chưa? Em kiếm bài đọc. Đây có.
Phải từ từ chứ. Mới có 30 phút thôi, yên tâm. Nào. Không em. Nào nhìn tiếp tranh đề 105 này. Bắt đầu chữa tranh nhá, bắt đầu từ câu này này. Câu tiên là câu số 15. Sai đâu nào? Đâu. Chính xác, hai vế này đối nghĩa nhau đúng không? Câu mấy cơ? Một câu số 15. Được chưa? Nam lớp playing, ok, lớp đúng đúng không? Hit bao giờ hết hit đúng không? Hai bên đối lập chữa nhau đúng không? Vậy sai có phải sai ở sâu thành bớt đâu. Ok, chuẩn. Nam 16 sai đâu? Chính xác. Chuẩn thuộc à? Được chưa? Vì sao? Vì sao lại quay full? Đây là trạng từ đúng không? Bổ sung cho cái gì? Chỗ đúng. Không phải Hung Quốc. Đúng rồi, chính xác, chuyển thành cái fully chuẩn. Nào, đây là thì tức vợ like liking đúng không anh hỏi? Nào câu 17 đáp án là gì nào? 17 đáp án là cái này dạy chưa? Trong bài nào? Nào, trong bài verb liking có nhớ không? Một đống từ trong đấy luôn. Được chưa? Hook on là gì em? Là thích. Được chưa? Ghi cho anh luôn vào đi nếu quên. Sẽ bằng từ interested in. Được chưa? Anh hỏi tiếp. Bốn từ nào hay đi với nhau? Nào. Hook on này. Interested in này. Gì nữa? Keen on. Ghi vào. K-E-N. On. Gì nữa? Tao lại mày. Keen on gì nữa? Be into. Ghi đi. Be into là to be. Into được chưa? Còn một từ nữa. Còn một từ nữa hay gặp. Bắt đầu một chữ F. Phải phép là bực mình. À, rồi. Favor cũng được nhưng khách không dùng từ đấy nhiều. Honor. Chính xác, honor. Được chưa? Thì có dụng tên là into đúng không? Interested in, hooked on đúng không? Được chưa? Be into được chưa? Honor. A chuẩn. 18 đó là gì nhỉ? Rồi, một người chọn D, ai chọn khác không? Khánh. B chính xác. Trời mùa đông đúng không? Đã làm cho nó gì đấy để bảo vệ mùa màng, ok không em? A popular nổi tiếng. C incredible là kiểu rất là kiểu choáng ngợp. Đáp án D là unbelievable là không thể tin nổi. Đáp án B sẽ phải là essential bằng quan trọng được chưa? Anh hỏi, những từ nào bằng những từ này? Nào một này, essential này, đúng không? Necessary này bằng gì? Important nhớ không? Biết important không? Biết vital không? Ghi luôn vào vở nhanh. Important biết không? Biết viết vital không? V-I-T-A-L vào xong bài trước. Được chưa? Những từ quan trọng thì phải nhớ được chưa? Quan trọng bằng luôn từ này. Ok không? Nhìn tiếp. 19 nào. 19 sai đâu nhanh. Anh nhầm, anh đã là gì? Nhầm. Noisy. Đã là gì? Noisy. Noisy, ok. Thì anh nghĩa noisy, ok. Anh hỏi tiếp như này. Trong bài này, anh sẽ noisy, ok, ok. Loudly. Ok, noisy, ồn ào. Tiếp. 20. Hết. Có thấy đáp án A, B, A, C, D đều là thích không? Không phải là sai của nó đúng không? Nó phải là B. Hết, ok chưa? Rồi. À, cái này thì dễ rồi. Nhìn tiếp cho anh, đến tiếp theo, đến 425. Đúng không nhỉ? 27 725. 25. Anh in 425 hay 427? 425. 425 mới anh 425. Được chưa? Rồi. Nào, có một sai đâu? Một sai đâu? Bao nhiêu cơ? 425 mở đề đi em, mở liên tục. Rồi, sẽ sai luôn. Hả? Gì cơ? Rồi, mình sai ngay câu đầu tiên. Nào Khánh, sai đâu em? À, nhớ cái này dạy chưa? Nó là gì? Sơ chết của vô bình đúng không? Bằng sơ chết chủ công suất của vô đúng không? Thế sao bicot lại không đúng ở bình? Anh ơi, cái này dạy... Ta biết ngay mà, mày quên lãng mà. Đây, anh cho lãng này trước, thì anh cho ôn lại lý thuyết. Đến từng bài anh lại cho ôn lại được chưa? Nghe. Tại sao đây không điền được bicot được hả em? Lý do rất đơn giản đúng không? Sau đấy là một câu, được chưa? Bicot chỉ cộng một xanh từ một vô bình nhớ không? Thế nên phải là bicot nó không sai ở đấy hiểu chưa Bình ơi? Bình. Tiếp câu số 2, câu sai đó là gì nào? Sai đâu? Nếu được chọn nó sai đâu? Đừng vẽ tầm được em. Sai ở D. Đúng, thế sửa thành gì? Header chính xác, chuẩn. Hoặc hướng thành đúng không? Nhìn tiếp này, bài tiếp theo là câu số 10. Đừng vẽ em ơi. Đừng có tẩy ở đâu.
Không em, anh không cần. Câu 10 nào, đáp án là gì nào? Rồi ok. Boring đúng không? Trái nghĩa là interesting, chuẩn. Tiếp. Useful trái nghĩa bằng useless luôn, xong chưa? Tức là vô dụng đúng không? Nhìn tiếp cho anh đi. À, bài câu số 35. 35 em ơi. 35. Pick up là gì nào? Học gì? Cái này học rồi, học gì? Học tiếng Anh. Nó không phải học bài đâu, nó là học gì? Dịch thử câu nhá. Thằng này pick up một vài từ Thái khi đi du lịch ở Thái Lan. Nó là học gì? Gọi là học lỏm. Đúng không? Ừ, học lỏm. Thì nó sẽ phải rằng là learn. Tiếp đi, crowded bằng gì em? Busy. Hả? Busy. Busy, chuẩn. Ok. Thế mà chưa em sai câu này. Anh chẳng nhắc em xem lại. Hả? Anh nhắc sai câu này mà? Học lỏm. Chưa? Tức là kiểu ví dụ như kiểu là ngày xưa ấy, nếu mà thời xưa nó không như bây giờ, ngày xưa có những cái kiểu lớp học đông ấy thì có những học sinh đến vì dạy cho lò ấy thì em phải nói là sao quan như cặc nó. Đây ngoan. Tức là học không có bài bản hiểu không? Đấy, nó là như thế. Nhá. Rồi. Bây giờ nhá, nghe. Bắt đầu nhìn mở lại, bắt đầu mở tờ lý thuyết anh vừa nói, bắt đầu nhá, sẽ đi từng phần một này. Mở tờ lý thuyết ra. Rồi này. Bắt đầu nhá. Mở tờ này ra, bắt đầu này. Mở, bắt đầu. Nhắc nhiều quá, mở ra đi. Mở tờ lý thuyết này ra nào. Bắt đầu nhá, sau đó sẽ đi toàn bộ các đề liên quan đến phần này. À, đây có bánh rồi. Đúng hết trong vòng một ngày. Ta mua đúng một hôm, hôm chủ nhật ta vừa ship về hết rồi. Ta hỏi. Món khỏe thế này, cái đồng quan món tử, cái kinh một to rồi, không mới được gì, quá, mày không mày, này, kéo cái ăn thêm nhá, chưa bao giờ là đủ, nhá, tao lấy cái này ra, nào nghe bắt đầu nghe nhá. Đầu tiên vocab em phải học đó chính là vocab phần topic 1, được chưa? Đến topic 4 anh đã ghi đầy đủ trong từ 1-2 trang đầu, được chưa? Bắt đầu này. Mình sẽ đi với nhau phần phát âm ED và phần trọng âm. Nào. Nghe. Đọc cho lại phần phát âm và trọng âm. Bắt đầu mình sẽ đi phát 3 đề kia luôn. Nào, đọc cho phát âm ED và phần trọng âm. Đọc luôn, bắt đầu. Không phút nữa. Người dữ ai được không? Trời ơi, thầy. Trời ơi, mày thấy nhà cô Hoàng không? Mình chẳng nói gì luôn. Thế là mình học cao sư ở nhà mày luôn. Ờ. Không, không học cao sư sao? Thế biết là kiểu bao giờ ta lấy tốt nhà? Tốt là tốt tinh tư. Nào nghe này, bây giờ bắt đầu đi toàn bộ lý thuyết của từng phần một. Đầu tiên là phần phát âm trước, sau đó anh chỉ toàn bộ ngữ pháp, sau đó mình sang toàn bộ ngữ pháp với nhau, còn thừa lại hai bài đọc, được chưa? Bắt đầu nhá, nghe tập trung này, tập trung bắt đầu nhá. Nào thằng Bình đâu rồi? Khoa ơi, đi về chỗ ngồi nhanh lên. Khoa nhanh ngồi đấy, đọc cái gì? Nhanh lên Khoa. Ơ, mày kiểu điếc nhỉ? Em ơi, em sang ngồi chỗ ngồi ngay tức cho anh. Anh đấm cho em một trận đấy. Rồi. Không, mình đi. Thật á, chưa biết đọc kiểu gì luôn. Tốt nào, bắt đầu nghe. Không nào sinh nó rốt đến mức người ta không thể chấp nhận nổi. Nào nghe nhá, bắt đầu nghe này, tập trung này, bắt đầu nhá. Mình sẽ đi hai phần như sau. Đầu tiên mình sẽ bắt đầu là học cái phần phát âm. Mình sẽ đi toàn phát âm của ba tờ này.
tôi đã học được bộ lại ngữ pháp, đi toàn bộ phần ngữ pháp, thì thứ hai bài đọc được chưa? Bắt đầu nhá, nhìn này. Nào, ED, nhớ không? Nhớ phát âm đúng không? À. À, tiền đâu đúng không? Chẳng phải cánh xe rác để xuống sâu đúng không? Và còn lại, thân phận S là tôi thật phục bạn đúng không? Chú xe rác xuống sâu chẳng dụng dè này và thường còn lại tôi chưa? Việc từ của em xong. Xong. Bởi cho anh phần stress, là phần stress này phải nhớ. Thế là toàn bộ phần trọng âm. Bắt đầu một. Cái này chung vào anh cái. Cái này tắt à? Không, cái này có số lượng. Nào. Bước tay. Nhìn này. Đầu tiên nhá. Nghe. Tập trung vào thứ xung quanh lại hỏi. Động từ có hai âm tiết. Trọng âm rơi vào âm thứ hai đúng chưa? Danh từ hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Tính từ hai âm tiết rơi vào âm một được chưa? Đúng không? Những từ có hai âm tiết bắt đầu bằng chữ A thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai được chưa? Các đuôi này, các đuôi ần, đuôi ion này, it này, được chưa? Ial này đúng không? Ous này, được chưa? Đuôi x đúng không? Trọng âm rơi trước nó, được chưa? Phải ghi chú vào những đuôi đấy, phải học hết đúng này đâu. Ghi đi, IAL, ION, ET, OUS và đuôi X. Đuôi X cạnh chân, hiểu vấn đề không? Vì trọng âm rơi trước nó, được chưa? Nhìn này, các từ kết thúc bằng đuôi ATE, chỉ nhớ cho anh đúng từ ATE thôi. Trọng âm đánh từ 3 từ dưới lên, được chưa? Chứ không phải nói này đúng không? Được chưa? Phần 8 ý, anh cần hiểu cho anh đúng một thứ thôi. Hai chữ cái giống nhau rơi vào chính nó. Được chưa? Ok. Ok. Buổi sáng sau anh chỉ một mùng 9. Mùng 9 ra. Thì cái này là cũng tương tự hai chữ cái giống nhau rơi vào chính nó thôi. Được chưa? Được chưa? Tiền tố không làm thay đổi chỗ của từ. Nó bắt đầu ra làm ra buổi tranh đề này. Bắt đầu mở đề luôn này. Nào. Mở đề nhá. Mở 1 đến 5, bắt đầu. À 1 đến 4, bắt đầu 1 đến 4 đúng không nhỉ? Ừ. 1 đến 4 nào. Có 1 đáp án là gì nào? Làm luôn. 1 đến 4 đáp án là gì nào? Ừ. À, từ đầu tiên nó bắt đầu. Ừ. Chúng vào Khoa ơi. Nào, đáp án là gì câu 1? Thằng Khoa làm luôn nào, dễ quá. À. À, chuẩn luôn. Khoa đáp án là gì? Câu 2 thì nó không phải là dạng phát âm, hiểu không? Đi. Phát âm anh chỉ có thể tủ sai. Phát âm anh chỉ có thể tủ cho em được cái ED và S thôi. B còn phần câu 2 không giờ anh tủ nổi và không có thấy cô giáo nào tủ được hết. B ngủ. Anh hỏi từng câu 4, câu 2 nhá. Ai chọn đáp án A? Nào, Bình sai luôn, tiếp. Ai chọn đáp án B? Sai nốt. Anh nào chọn C? Hả? Nào chọn sao chọn C? Ai chọn D? Ừ. Âm gì đấy Khánh? Âm gì đấy Khánh? Âm Y, đọc này, nghe. A head, healthy, breadwinner và seat belt. Seat belt. Đọc seat belt. Cái chữ T không? Seat belt đó là cái gì đấy? Seat là cướp nước ngoài. Belt là biểu. Biểu. Ngáo. Sit là gì? Sit là ngồi, chỗ ngồi. Beo là gì? Beo là dây. Đây là dây thắt người khi mà nó dây thắt người mũi nhỉ? Nước ngoài. Dây an toàn ở trên xe ô tô. Anh nhầm. Được chưa? Ở xe ô tô được chưa? Ở đây là D. Nào, có ba đáp án là gì nào? B. Đúng là tao dạy chưa? Tao được. Nói thật luôn. B không? Chỗ mấy hả em? Chỗ 1. Một cái đầu wow. Em. Wow. Tài. Nào anh hỏi làm ký cho anh cô ba vào đây, cô ấy ta vừa dạy luật sức rất mồm đấy nhá. Đây là áp dụng kiến thức đấy nhá. Chuyện mèo ấy. Cô ba là gì nói? B anh đánh nhá. Đầu tiên này, consumption cho âm mấy? Hai chữ duration đúng không? Rồi tiếp. Participate mấy âm tiết? Hai, ba, bốn. Participate. Wow.
Đúng. Chọn mấy? Chọn âm 1. Âm 2. 1, 2, 3, 4. Đánh từ 3 từ dưới lên. 1, 2, 3 âm mấy đây? Mày không hiểu à? 4 âm. Đánh thứ 3 từ dưới lên. 1, 2, 3 âm 2 chưa? Thì mẹ âm 3 mà cụ. Em ơi, đọc này. Participate đúng không? Đuôi S đánh thứ 3 ngược từ dưới lên. Là ngược từ S về hả? Đúng rồi, 1, 2, 3, âm 2 chưa? Chưa chứ đi chưa? Chưa, bỏ S đi đánh lại 1, 2, 3, 1. Mày rút vừa thôi. Nào, câu C đáp án là gì nào? Activity đúng không? Chút ET đúng không? Vậy là D chưa? Dangerous âm 1. Được chưa? 4 đáp án là gì nào? B. Nào, bắt đầu bằng đây nhá. Nào thằng Bình ơi, mày đọc kỹ vào Bình ơi. Cái này học hết rồi đấy. Đây tôi đúng à, đúng rồi. Mày chọn đúng cái này đi. Chọn đúng cái này đi. B. Hả? Đúng. B. Bắt đầu bằng chữ gì? Chữ A đúng không? Đó là avoid âm 2 chưa? Còn lại là danh từ 2 thiết âm 1 chưa? Đúng không? Thì nó sẽ phải là âm B. Rồi tiếp. 105 mở link 105. Mở link 105. Cảm ơn em. Tình yêu của em dành cho anh. Ừ, đánh cho tao mà. Ừ, em ăn. Có thì ăn. Ăn đi em, anh buồn đấy. Anh mua cho mày ăn mà. Anh nào. Thế lúc này anh bạc tiền. Sắp rồi. Magic Mert. Mày đấy 2 lần 9 điểm của anh. Bài trước Magic Mert là lúc đấy chúng tôi chứ phải. Này, cái ôm Magic Mert anh chơi với người yêu anh đi học làm gì mà. Không. Anh hứa bao cái em mà. Yên tâm, anh hứa. Anh hứa thật, em kem không phải tin. Anh nhầm. Anh bảo, anh hứa thật, kem không phải lo. Tôi có đi cương. Có chưa? Rồi. Được đây. Sao không phải cái im ỉm ấy nhỉ? Sao? Do anh béo ấy. Mẹ anh béo. Nào, nhìn sách này. Câu 1 đáp án là gì nào? Bình. 1 là gì? 1 là gì? Bình. Đọc là gì em? Lũ. Đúng rồi, các kia đọc là âm gì? Lũ. Đúng rồi, choose. Đúng không? Choose, look, spoon, food, u dài. Được chưa? Cái này anh dạy kỹ hơn, cái này khó nhất thôi. Nào câu số 2 là dễ quá nhanh. Câu này không phần là viết cũng biết làm. B. Hả? B. Em D chứ. Tốt. Nhưng mà câu 1 là gì anh? 1 là B. Câu 2 là gì? Crazy là gì? B ngay. D đúng rồi, đọc là âm gì hả em? Đúng rồi. Villager đúng không? Còn lại là phần này. Again, company, woman, ok chưa? Vậy D. Nào, cô bán đáp án là gì nào? D. Đáp án D. Cô bán đáp án là gì? D. Rồi, thấy không? Bắt đầu chữ A. Auto là âm 2. Hiểu vấn đề không? Cô bán đáp án là gì nào? D. Ghetto là danh từ 2 âm tiết và 1. Đúng. Đáp án là gì nào? Cô 3. Crazy là điên đúng không? Ba đáp án là D đúng không? Tại sao thế? Nghe. Ừ. Anh chỉ anh hiểu một điều duy nhất này. Balance, crazy, cattle. Ba từ này sẽ là âm 1 vì thay từ 2 âm tiết. Nó là D, ơ cao đúng không? Âm 2. Ừ. Anh hỏi tiếp này. Em hiểu này, trong âm ít đi thì không bao giờ các em biết được hết. Các em chỉ biết được 2 trên 4. Việc còn lại các em sẽ phải là lắp và thử hiểu vấn đề không? Để hợp tai, để tăng xác suất của mình đúng lên, hiểu vấn đề không? Hiểu vấn đề không? Tiếp là câu số 4 đáp án là gì nào? D. Hả? D. Vì nó là gì? Tại vì tôi nhớ đáp án. Vì nó là gì? Anh hỏi. Thằng mình đấm thật sự. Thằng nó vì nó là gì? Mình. Đó đấy. D. Không phải D đâu. Mình chọn đi. Ta đã đọc rồi. D. Vì nó là gì? Vì sao là 1? Anh đọc. Không cần phải đọc nhìn này. Đi test là ghét động từ. Unload là chất hàng lên động từ. Prefer là thích động từ. Đáp án là forum, đây là diễn đàn danh từ cho ông 1 đáp án D luôn. Được chưa? Không phải đọc. Ok chưa? Ok chưa? Này mở tranh nút cái đề tiếp theo là đề cuối cùng đi, là đề 425. Nào câu số đầu tiên là câu số bao nhiêu nhỉ? 89 nào. Câu 1 đáp án là gì nào? À câu 8 nhầm. 8A.
ba chưa? Tôi có một bạn đúng không? 9 nào. 9. Ô 9 là gì? Sai. Đi sai nốt. Đó là C à? Nào ai chọn A giơ tay. Rồi sai, tiếp. Số 8 à, số 9 em. 8 là A rồi. B. Đúng rồi, đó là gì? Y, có lẽ là âm ai. Ơ tưởng cái kia đọc là release. Rồi nghe này, realize, promise, surprise, recognize, được chưa? Nó là nhận ra đúng không? Ok, biết rồi, anh biết rồi. Nhìn tiếp nhá. Không, ngồi xuống, chưa xong. Ngồi tranh tiếp câu số 23 nào, 23 đáp án là gì nào? Nhìn nhanh này. 23. Nhìn nhanh, bây giờ anh dạy cách nhìn này, nhìn nhá, mà không cần phải làm gì này. B. Question đúng không? Âm 2, được chưa? Đúng không? A đi. Nghe. B. Cầm B sai rồi đấy. À. Tiếp nghe. Chọn bừa. Confuse nghe, nghe này. Đầu tiên là confuse, đầu tiên là từ đuôi confusion 3 ham tiếp đúng không? Thì nó là âm 2 chưa? Nó là âm 2 chưa? Rồi. Tiếp. Artistic 3 âm đúng không? Trước đuôi gì? Trước đuôi x thì nó phải là ba âm trước đuôi x thì là 1 là trước đuôi hai là 2. Mày có chú ý tao nghe giảng đấy, tao sẽ nói giảo mồm mày không nghe à? À không phải đáp án đấy đâu em, anh nhớ in thầm thôi. À đề của bài các em nhớ in thầm, nghe anh nói này, đầu tiên là artistic đúng không em, đuôi x dưới trước nó đúng chưa, phải nó là âm 2 chưa? Ok chưa đã? Confusion ta vừa dạy xong nối ừn đúng không? Trước nó đúng không? Vậy confusion 3 âm đấy âm 2 chưa? Rồi. Còn nhớ dạy IAL không? À. Vừa nói rất vừa official đúng không? Vậy nó là âm 2 chưa? Phải đáp án A không? Trước đuôi em bảo A xanh và sai. Bảo lúc nào? Chemical. Âm A âm 1 được chưa? Ờ. 24. Nó 24 tôi biết rồi. Thế thì đáp án là gì nào? 24. Hai thứ đáp án là gì? Sao để cương chúng mày ngắn thế? Nhưng mà tiếng anh ít thế này chưa? Đây anh ơi. Hả? Đây. Hai từ đây nhá. Hai từ là gì? Đây. Nó là gì? Em biết em nói đi. Explore nghĩa là gì? Là khám phá, là động từ. Ba thằng lại danh từ được chưa? Vậy đó là D. Rồi. Thì về. À, quên, 21 chưa chưa, mở 21 nào. Người thông báo nói rằng đúng không? Người thông báo nói rằng nào? Người thông báo nói rằng cơn bão này thì không di chuyển đến đất liền đúng không? Trả lời là như nào? Đúng rồi, that's a relief. May mắn thay đúng chưa? Ok không? 21 sẽ là C. 22 nào. Mẹ gọi là làm một cái salad tôm, trả lời là well done. Ok, tốt. Rồi. Mở từ ngữ pháp ra, bắt đầu anh ôn toàn bộ ngữ pháp, sau đó làm toàn bộ bài ngữ pháp. Trong vòng 30 phút bắt đầu nghe. Một từ trước cứ phát ra. Rồi. Đầu tiên này. Đầu tiên cứ phát. Sau phần trọng âm. Nghe cho anh. Ta bị thói quen. Mời cho anh bây giờ. Đầu này bắt đầu này. Nhìn này. Đầu tiên biết là cô tạo thành được chưa? Bắt đầu nhìn nhá. Tao dạy năng đoạn này chưa? Sau phần phát âm, sau trọng âm, được chưa? Thấy chưa? Bắt đầu nhá, đúng rồi. Đầu tiên là I have never eaten Chinese food before, đúng không? Thì đây là lần đầu tiên tôi ăn, đúng không? Được chưa? Tôi chưa bao giờ nhìn thấy nhà tuyệt vời, thì đây cái nhà đánh đất tôi từng thấy, đúng không? Tôi chưa từng đến England for 3 years, đúng chưa? Thì đây là lần cuối cùng, lần cuối cùng tôi đến England là 3 năm trước, đúng không? Được chưa? Tôi lần cuối gặp anh đấy khi là học sinh đúng không? Tôi không gặp Thủy Kiến là học sinh đúng chưa? 2 năm rồi kể cuối gặp, vậy là đã gọi được 2 năm đúng không? Và cuối cùng là bắt đầu làm việc đúng không? Trả lời là đã làm việc được bao lâu rồi, ok không? Phần này rồi nhá. Chôm bị đấm đấy, đừng chôm. Anh không dám chôm, anh thích mà. Nhưng mà check số. Nào nhìn tiếp nào. Nhìn tiếp, từ đối. Nào nhìn từ đối bên cạnh. For and no but all yes so đúng chưa? Đúng không?
pho là vì, n là và, no là không, bớt là nhưng, o là hoặc, nhất là nhưng và sâu là nên. Đi các em. Pho là cho. Pho là cho nhưng pho nối giữa câu cũng là bởi vì, được chưa? Nhớ thêm cái đấy. Mở sang sau. Mở xong nhanh lên. Mở xong. Nào nhìn tiếp này. Liên kết đúng không? Đầu tiên này, however là tuy nhiên. Tuy nhiên này là giữa hai vế trái nghĩa nhau đúng không? Further more hơn nữa được chưa? Never the less là tuy nhiên cũng như thằng however nữa không? Thằng non the less cũng thế, được chưa? Ok không? Hai vế đối lập thì dùng những từ này. Vì vậy dùng therefore này đúng không? Được chưa? More over là hơn nữa được chưa? Nhìn sang bên trái. Kiểu đây mình đóng gì xong mình cứ hỏi tao thôi. Because này, since và as, ba từ này có nghĩa là bởi vì, sau đó phải có một câu hiểu của mình. Được chưa? Tiếp. Because of bằng due to. Được chưa? Nhưng chỉ nhớ danh hai từ này thôi, từ kia bỏ đi cũng được. Thì sau đấy cộng danh từ với mình đúng không? Although, though, even though là mặc dù, kể chỉ hai về đối lập, sau đấy cộng một câu. Được chưa? Inspire, despite cộng danh từ hoặc là mức mình, ok chưa? Mở sang sau tiếp, mở sang một lượt luôn. So sánh nhanh dậy rồi đúng không? So sánh bằng thì có add, tính từ add bằng giờ xem danh từ được chưa? Nhưng phải giờ xem danh từ nhớ không? So sánh tính từ ngắn đến dài hơn kém dậy rồi này đúng không? Mở sang sau tiếp. Phần này phần quan trọng nhất này. Mở sang cái phần lưu ý. Phần lưu ý. Mở tiếp lên đi lên để đến phần lưu ý. Chú ý. Chú ý đúng rồi. Đến cái phần sau đến phần sánh kép ấy. Mở đi Khánh, Khánh ở chưa? Rồi quan trọng như này. Kiệt mở chưa đây? Rồi. Khi mình so sánh số lần đúng không? Thì mình phải dùng là 3 hoặc là twice này, 3 times hoặc là 4 times đúng chưa? Ok không? Tiếp nhá. Khoanh tròn tranh vào từ match. Cái từ match không? Thằng lấy từ match không em? I earn 3 times match thấy chưa? Có thấy dấu tích là chúng ta sử dụng những từ nhấn mạnh như là match a lot không? Khoanh tròn tranh từ match. Hiểu các bạn là đây sẽ là nhấn mạnh của so sánh hơn đúng chưa? Ok không? Cái đấy phải khoanh. Đấy đề thi có. Được chưa? Nhìn tiếp. Nhìn tiếp. Chúng ta dùng by far ở dưới để nhấn mạnh so sánh nhất. Được chưa? Ok chưa? Nhớ nhá, phải làm mắt để nhấn mạnh chứ không phải để so sánh nữa chưa? Nhớ đầu không? Thành nhớ chưa đây? Nhớ chưa? Nhìn tiếp sang sau. Nhưng nó có tu vậy rồi đúng chưa? Thấy không? Thấy chưa? Sơ chết. Y lại rồi đúng chưa? Ok. Would like advice allow được chưa? Gián tiếp này anh có ghi rồi được chưa? Chấm chết mày được. Nghe. Nghe anh bảo. Nghe. Câu gián tiếp nói rồi đúng không? Câu gián tiếp dạy rồi đúng chưa? Mở sang trang tiếp. Bị động dạy rồi đúng không em? Nào nhưng bị động có một phần nâng cao nữa anh sẽ dạy cả phần tháng sau. Bắt đầu ôn lại anh dạy cơ. Nhưng mà sẽ có thể bị động đặc biệt. Có thể bị động tường thuật không? Ở mục số 3. Mục số 3 ra bằng kết quả tập trung đi. Đấy. Còn mình cất cái đấy đi em. Mở số 3 ra. Nào nhớ bị động đặc biệt chưa? Nó là gì nào? Nó là gì? Chủ ngữ đúng không? Cộng V1 và động từ dẫn đúng không? Giác chủ ngữ 2 và verb 2 đúng không? Và cách đầu tiên là it is. Nó sẽ là bị động của động từ dẫn. Giác chép lại câu đúng không? Cách số 2 là chủ ngữ 2, bị động của động từ dẫn đúng không? Sau đó nếu mà to verb nó là cùng thì, còn to F phần 2 là lịch thì ok chưa? Ok không? Có dạy cái dạy chưa? Học chưa đây? Được chưa? Điều kiện đúng không? Anh dạy rồi này đúng không? Được chưa? Câu điều kiện này, câu with dạy rồi đúng không? Mệnh đề quan hệ dạy rồi đúng chưa? Ok không? Who là who người, sau who cộng verb này, sau who cộng adverb này, with là vật đúng không? Sau with cộng verb, adverb này, được chưa? Giác thay thế hết, để who là chỉ sở hữu đúng không? Where nơi trốn, where thời gian là why lý do. Ok. Mở sang trang tiếp cho anh, trang sâu giác và tu tu. Sâu giác này có nghĩa là quá nỗi mà đúng không? Được chưa? Từ sâu giác đến sang tu tu thấy chưa? Có thấy không? Có thấy không? Cái gì mà không thấy cái gì nhỉ? Mở cái gì đây? Ờ đúng rồi. Sâu giác sang tu tu đúng không? Ví dụ sâu đây là nghĩa là nghe nghe này, sâu tính từ giác là quá nỗi mà đúng không? Được chưa? Sẽ bằng là tu tính từ tu verb, ok chưa? Ok. Tiếp này,
sâu rát tính từ rát thấy không? Bằng tu tu thấy chưa? Ok không? Thấy chưa? In nắp tu anh dạy rồi đúng không? Đủ đúng chưa? Tu tu dạy rồi đúng không? Ok, buổi sáng tăng tiếp. Rồi, phần này chưa dạy này, bắt đầu nói này. Đây. Sâu rát là để mà đúng không em? Được chưa? Đấy, bắt đầu nghe đây. Nào, sâu rát để mà. Sau rát cộng gì em? Sai bét. Sau chữ rát luôn luôn cùng một mệnh đề là cùng adverb. Được chưa? Có thấy không? She who has sâu rát, she who earn money. Thấy chưa? Nhìn tiếp này. Nghe. So as to và in order to cũng nghĩa là để mà. Nhưng sau hai tên này cộng cái gì? Cộng gì? Cộng với verb. Đúng không? In order to verb hoặc là so as to verb để mà làm gì đúng chưa? Trước hãy nói cái này đúng không? Phải in order to verb cả so as to verb ấy. Có phải không nhỉ? Nhìn tiếp đi. Use to verb. Baby get used to verb anh dạy rồi đúng không? Verb mình được chưa? Nhìn tiếp. Model verb dạy rồi đúng không? Được chưa? Chưa dạy lúc nào? Và trang cuối cùng mở cho anh chính là phần verb in, thấy không? Thấy không? Đấy. Phần cuối cùng sao lại verb in? Cái này là verb of liking, thấy không? Không ạ. Đâu hả? Trang cuối cùng, phần cuối cùng. Anh bị ngáo à, cái này là mất. Sau mở sang trước đi, mở sau tiếp đi. Mở sau tiếp, cuối cùng. Đấy, trang cuối cùng. Thấy chưa? Ok không? Bắt đầu làm đề nhá. Sẽ đi hết một đề trừ bài đọc, bắt đầu nghe này. Mở trang đầu tiên này. Đi nhanh nhá. Chỉ đi trong vòng 8 phút một đề thôi. Hết giờ. Đúng rồi. 104 bắt đầu. Gì đấy? Thật ra. Anh không có cái gì. Ừ. Thấy bỏng à? Tao gào, tao gào như thế. Anh cần phải chỉ chân. Anh thua. Thấy chưa? Giảng hay không? Giảng về phần gì? Thảo Bình. Được, ok. Ghi tranh bắt đầu câu 8. Nhìn nhá, ok. Câu 8. Nghe. Bắt đầu nhìn nhá. Câu 8 đáp án là gì? Nói. Bây giờ anh hỏi một đứa chỉ được làm 3 giây cho câu này nhá. Anh dạy hết rồi nhá. Bắt đầu nghe này. Câu 8 một kiến thức. ED và IN. Đừng mở gì hết nhá. Bắt đầu này. 1, 2, 3. Ai chọn A và N? Ai chọn A? Ai chọn B? Ai chọn C? Ai chọn D? Giơ tay. Ok. Đáp án D. Đúng không? 104. Được chưa? Ok chưa? Tiếp này. Câu 9 đáp án là gì nào? 1, 2, 3. A. 1, 2, 3. D. A. Đáp án là gì? D. Thì sao mở tranh một tu bóp ra? Có rồi đúng không? Thôi mày tự mở nhá. Vậy mở luôn. Chúng mày thiếu mình thì chúng mày có. Đây, nào đây. Orange tu bóp. Ok, nói tốt. Orange tu bóp được chưa? Có nghĩa là sắp xếp để làm gì đúng không? Tiếp này. 10 đáp án là gì nào? A. 10 là gì? A. 10. A. A chính xác. The next day. Anh hỏi từng đứa một nhá. Nào, Khánh nào. Khánh đáp án là 11. C. A. 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 Mời bà đọc kỹ vào em ơi. Nào, vừa học xong. Đúng, inspire, chuẩn. Chính xác. Đúng chưa? Người đàn ông đến cái người đàn ông này đúng không? Vẫn còn sống đúng không? Mặc dù đã trải qua rất nhiều những cái tấn thương, ok không? 12 đáp án là đó là gì nào? Sai. Chính xác. Đây là gì? Nghĩa là gì? Hồi phục. Nhớ không? Ok không? Hay trong topic 1 anh vừa trong cái bảng đầu tiên ấy, về nhà đọc topic 1 là thấy luôn. Được chưa? Ta lại mày. Tiếp tiếp. Nào 13 đáp án là gì nào? Hôm trước vừa dạy xong đúng không? Cái gì? Nhìn cho kỹ vào câu 13. Nào. Nào anh chọn đi. C rồi sai tiếp. Tiếp đi em. Nào khoa đi sai nốt. Khánh em. À chuẩn, tại sao lại A? Có xem vào A, gì gì anh mà cứ bảo à, gì gì à? Nó là giờ giờ. Tao nghe tao lag, tao không hiểu. Nào, tại sao lại giờ giờ hả em?
Tại vì giờ là lần đầu. Thế cô sẽ làm bài này được à? Làm hết chưa? Chưa. Hết sạch không? Ra một ngày ngồi chưa? Ra mẹ ngồi chưa lại không chữa. Ôi thằng này, thằng này bảo là đề quan trọng, chưa chữa bao giờ. Đúng nào? Ủa, em chỉ bảo à. Chết rồi cái gì? Chữa rồi nhưng mà em chỉ chữa. Về ngồi chơi. Thôi anh chơi phải chứng pháp nhanh để chuyển sang tờ khác nhá. Sợ quá thằng này, tao tưởng ở đây đề mật nó gửi cho anh. Đề mật. Thế anh bảo là đây đề mật thì tao chữa luôn. Thế. Thôi, thế anh lại thích nhanh cho đỡ mất thời gian nhá, anh làm phần khác này. Không, một tiếng rưỡi thôi không sao, vẫn ôn lại được kiến thức mà, và học được phần mới không sao. Nhìn nhanh này, nhìn xuống 12 3 nghe. Bắt đầu nghe nhanh nhá. 13 này. Đầu tiên là nước United States nó phải là giờ được chưa? Nó tên nước riêng phải cùng giờ. Và chế trách trong cái nước này thì nó là cụ thể nó phải là giờ nốt, nó phải là A. Được chưa? 14 là no one đúng không? 14 đáp án là gì hả em? 14 là D. 14 A chứ. À đâu? Mà 14 là câu dễ nhầm lẫn lắm. B. A. 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 Đáp án là gì? Hả? À, à chính xác, chuẩn rồi. Thì có nâu đúng không? Tiếp đi 15 nào. Ma giờ trong ngủ, tôi này có đề quen thế. 16 dậy rồi, hôm qua vừa dậy đúng không? 16 hôm qua vừa dậy. Giữa hai cái đúng không? Dùng gì? Between, ok, đi tiếp này. Ờ rồi. 33, mình 33. 33. Nào. Did the first time đúng không? I have ever attended đúng không? Đáp án sẽ phải là hả? Đáp án là gì nào? Rồi em tí tí tập. Thế thằng mình nó gửi cho anh xong anh kiểu đây là đề siêu mật. Chưa chưa bao giờ. Thế cô chữa, cô chữa rồi thì tao chữa làm cái gì? Thì anh nhá, bắt kiểu gì mà dễ. Hả? Thì anh mà nó cứ lừa mình, nó bảo anh ơi đề này rất quan trọng. Anh chị lại tin đàn đi. Đi anh ơi. Rồi đi, nào 34 nào, nhìn nhanh nào. 34 nghe nó không nào. Chê tiền thuê đúng không? Đắt hơn đúng không? Thì đáp án sẽ phải là đắt hơn thì bằng không đắt bằng, đáp án 3B chưa? Đúng ngày anh vừa dậy không? Rồi. 35 nào. À 1 2 3, đây là ước đúng không? Đúng chưa? Ước ở đâu? Ước ở đâu? Ai tương lai à? Ước ở tương lai nó sẽ phải là à em ơi, nào Khánh làm lại, làm đồi đấy, làm cái này lên nào. Nhanh lên, trước 7 giờ 45 là phải xong rồi này rồi. Hả à, em? À ok, chuẩn. Tiếp đi, cơ số 36 đoán là gì nào? Thì không? Như kiểu là will have thôi em đúng không? Nó có thời gian đúng không? Được chưa? Ok không em? Có thêm thời gian thôi, không có gì cả nhá. 36 nào. Hả? À? D ok, 37 nhanh. D 36 D đúng rồi. 37. Nhìn này, đầu tiên nhá, thằng này, đầu tiên là có buy đúng không? Buy là bị động đúng không? Loại D, được chưa? Loại C chưa? Còn A và B, thì A hay B? A là sai. Thế ớt dù mừng không em? Ớt dù mừng là tiếp diễn chưa? Là cho mình câu hỏi tại sao lại thế nhá, nó phải là B đúng chưa? Anh nghĩ là Bình kiến thức nó nắm chắc nhưng mà nó hay làm ẩu thôi. Ai? Bình, hay làm ẩu. 38 đi, Bình là thử check câu 38. Khác nhau ở đâu? Khác nhau đúng thằng từ nối đúng chưa? Đúng không? Thế chọn cái gì? Thằng này mệt. Muốn sống ở vùng yên tĩnh thì dùng cái gì em? C. Đó là gì? C. Đấy, thế là mày lại sai. Thêm một lỗi sai. C A. C A. Theo em C A. A đúng chưa? Thấy không? Sao ta để mà đúng không? Thì nó là phải là cái là thằng này mệt nên là muốn đến một nơi yên tĩnh để sống này. 39 nào. 39 nào. Nhìn nhanh này, nhìn nhanh nhá. A B C D đúng không? Đầu tiên là sơ chết, thiếu S, đáp án A loại luôn này, đúng không? B C là E D đúng không? Như thằng D này có S đúng không? Như thằng D thì ở dưới lại chia thì lùi thì đúng không? Vậy thằng D loại nốt. B và C chọn đáp án nào? Vậy là B chưa? Được. Ok không? Không ạ. Ngoài ra thằng D thêm một cái sai nữa là sao? Là sao chúc vô in là sai được chưa? Là 40 nhìn nhanh nào. Khác nhau điểm nào? Weak where đúng không? Đầu tiên là where loại hết. Còn hai thằng weak đúng chưa? Ok không? Hả?
Ờ thế thì mày sai luôn đấy. Tại sao sai hả em? Lý do. Đầu tiên này nghe nói này. Thật ra câu này loại ngay được C và D. Tại sao? Tại sao? Nghe. Ok, tao nói nhiều quá xong mày không nghe mày cứ đòi tao chữa thôi. Đầu tiên nhìn nhá. Đã có mệnh đề quan hệ đúng không? Đã có mệnh đề quan hệ. Không bao giờ có thằng re nữa. Tại sao? Mình đã thay thế nó ở trước rồi đúng không? Nếu thêm thằng re ở đằng sau ấy, thì lại một lần lặp lại hiểu vấn đề không em? Có hiểu không? Được chưa? Câu này không phải ở nơi trốn, hiểu vấn đề không? Mà kể cả nơi thì câu này ý nó muốn là nó sống ở trong này, hiểu vấn đề không? Vậy là sẽ phải là A hay là B? A hay là B? Nào, cái này anh dạy rồi đúng không? Hai cái quick và cái que. Tại sao này B không phải là A? Tại sao là... Hả? Đúng rồi, đến nơi trốn. Từ xa, được chưa? Được chưa? Nó phải là que. Không phải, lý do này nghe này. Cùng là nơi trốn, nhưng sao thằng quick chỉ có động từ thôi. Còn thằng que cũng cả adverb nhớ không? Đây có adverb phải cùng với B đúng không? Dạy rồi. Nghe cho anh đến tiếp theo, xong đề này nhá. 105, mở đi. 105, kìa này. 105 nhá, nhìn nhanh này. Câu số 5 đáp án là gì nhờ? On đây là on gì? Cái gì đi là on? Kin on, ok. Interest gì? In D này, ok. Do you làm sao đây? Apply sai, bet. Check đúng không? Kiểm tra đúng không? Kiểm tra tiếp đi, trying to. Hả? Từ nào đi về on? Bắt nằm mày nghe. Đó là gì? Hả? Không phải C. Con thấy chết on nghĩa là gì hả em? Không phải. Nghĩa là tập trung. Nào có mấy từ tập trung? Nhớ không? Ừ. Con chết on có mấy từ bằng tập trung? Mấy từ? Ba từ. Một. Focus on. Đi luôn. Focus on. Anh đánh vần nghe anh ơi. F-O-C-U-S. On. F-O. F-O-C-U-S. On. Được chưa? Tiếp. Thứ hai là gì? Pay attention to nhớ không? P-A-I dài. Attention biết không? A-T-T-E-N-T-I-O-N được chưa? To. Ok không? Phải nghe ghi chưa đây? Cái này nghĩa là gì cơ? Tập trung. Được chưa? 9 là gì nhỉ em? 9 là gì? À, 9 là gì? Have it time là mùa gì em? Mùa gạt chuẩn. Nào đây, đáp án là gì đây? Mi thích làm vườn. Vừa dạy rất mồm xong. Đúng chưa? Đúng in tu không? Tiếp đi. Câu số 14 đáp án là gì nào? C à? C hay gì? B. Nào tất cả hai đều sai. Đầu tiên nhá. Đầu tiên nghe tranh này. Câu này là có gian đúng không? Đúng chưa? Thì đã có gian thì nó sẽ phải là đáp án. Đã có gian thì nó phải là đáp án. Nào, bây giờ chốt cho anh đi thi cả câu này làm nào để các em chọn được đấy. Chốt đáp án là gì nào? Chốt D chuẩn luôn. Thế anh hỏi nó chốt thôi, nó nhầm lẫn. Đầu tiên đây là bổ sung cho động từ đúng không em? Nó phải trạng từ, hiểu vấn đề không? Nó phải là more slowly thôi. Hiểu vấn đề không? Sao mày không có mắt mày lắc? D em. 12 là gì? Nam không học trăm. So ok. Hệ quả này, câu số 13. Bớt ok. So bớt. 14 à? 14. Cánh đồng đây vừa học xong đáp án là? Ok. Nhìn tiếp nào. 21 là gì nào? Mày có muốn có bữa ăn tối với tôi ngày tối nay không? Trả lời là đúng rồi, tiếp đi. 22, tranh đẹp quá, trả lời là em đẹp như tranh. Em đẹp như tranh mãi. Trả lời là em đẹp bên trái. Thanh á? Ok, chuẩn, thanks. Ơi. Thế nếu mà mình
câu hỏi ấy. Đồng ý hoặc không đồng ý, em chọn không đồng ý được không? Không. Không được. Sao? Vì khi làm những câu này mày phải trả lời một cách rất là lịch sự và hòa nhã nhất có thể. Được chưa? Nghĩ tiếp cho anh đi, câu số 34. Bạn nghĩ anh ấy có nên chấp dâm không? Tôi đồng ý. Không. 34 nhìn nhanh nào, nhìn nhanh sắp xong rồi. Anh trước 3 đề. Nào đáp án là gì nào? 33 nữa. À 33 đáp án là gì nào? C sai. Dễ quá, nhanh lên. D chuẩn rồi, nói thuần thục hơn anh trai đúng không? Tiếp đi các 34. Anh bảo đọc sao đề dễ thế. Nó bảo đề gọi là đề ẩn. Cái đề này chỉ được gọi là gửi riêng. Không sao, ôn lại được em ạ. Anh có cái để anh soạn. Chứ nó này anh lên được không? Được. Nào là gì nào? Nhìn nhá. C loại này là Kinwood loại này, C, B, C, D loại này, A, B thì chọn đáp án là Kinon đúng không? Nó là A. 35 nào? Nhìn 35. 35. Đúng, 35. Đầu tiên là B nhá, B 35 sai này. Master Wit đúng không, là sai này đúng không? Thế còn A, C và D đúng không? A, C, D đi khác. Đáp án là gì? Nào, đối với là sau ơ đo cũng gì? Vô binh đúng không? Nó phải là Windows Shopping thấy không? Có thấy không? Cùng với bạn cuối đáp án là phải C chưa? 36 đáp án là gì nào? Founder học chưa? Nào, đầu tiên là Land, It, Words, World và A đấy cũng trả lời đáp án là gì luôn. Chọn một trong này là xong này. Nhìn nhá. Chọn A. Nhìn này. Lan A loại là D loại chưa? Ok không? Lan World loại luôn chưa? Sao để dễ thế? Ok không? Lan Words và Lan It. Nhìn câu sau thì bi cớt không? Bi cớt ít đi thì nó phải cùng thi đúng không? Mày đáp án A chưa? Đúng không? 37 nào, đáp án là gì nào? Hook it on là thích bằng sai bét luôn. Làm nhanh là sai luôn. Nào. Interested in, không hấp in, A loại. D loại chưa? Interested to không có đúng không? B hay D? Hả? B hay D hỏi thật. B. Tao bảo D sai mày ngáo. B. B hay D? B không bỏ. B sai. B D. Phải ơn, addicted to nghĩa là nghiện. Sau giới từ hấp in mà em. Nhớ không? Đúng, ghi luôn đi, nó là thích đấy. Bằng to hấp in đó. Addicted to là nghiện, nghiện thì bằng thích, thích thì vấp in, hiểu vấn đề không? Không, nghiện này em không chỉ là nghiện kiểu nghiện ngập, em chỉ là nghiện một cách đam mê thái quá, hiểu không? Kiểu bán cái bó với em. Đúng rồi. Được chưa? 38 nào, nhanh lên 38, sắp xong rồi, nhanh lên. 38 nào. God Bullet. Nào trả lời là God Bullet thì bằng nào? Có một lượt bằng gì? Nhanh! Nào ai có một lượt thì bằng gì nào? Tôi rất buồn chán vì trận đấu đúng không? Trả lời là... Nhược trận đấu mà phải không? Thế là sai. Đáp án là gì? Để... Nhìn nhá, là hơi khó, cái này hơi khó đấy. Ok. Rồi ok. 39 nào, bán là nốt 39 nào. Đúng. Thằng này đến muộn đúng không? Thằng này không, thằng này vẫn xem được đúng không? Mặc dù đến muộn nhưng vẫn xem được, đáp án phải là đúng rồi, đã rồi thì không có bớt. Chuẩn. B, C và D khác nhau điểm nào? C loại đúng không? Thế B hay D? D. Thằng này đến show late đúng không? Mặc dù có thể nhìn thấy hay là thằng này đến muộn nhưng vẫn có thể nhìn thấy. D đúng không? Rồi 40 nào. Mr. Nam ke phút hơn thì nó sẽ phải là D. 38 A em ơi. 39 D, 40 là gì nào? Thằng D. Nam thì cẩn thận hơn. D. Hả? D. Sao lại D? Sao lại D? Nam cẩn thận hơn đúng không? Ừ, thì Nam cẩn thận hơn là gì? Nó chỉ tính cái gì? Đúng. Tiếp đây tiếp. 125. Anh xin em bao nhiêu nhỉ? Anh xin em bao nhiêu nhỉ? Không biết. Em bao nhiêu là bao nhiêu? Mù ngày, tao mù ngày. Chịu em ơi. Nói đi nào. 12. Để tiếp theo trong câu 12 nào. Để tiếp câu 12. Thắng bao nhiêu? Để tiếp theo câu 12. Thắng bao nhiêu? Đánh lên. Thắng bao nhiêu? Không.
hết giờ rồi. 12 đáp án là gì nào? Nào, 12. Mười hết tháng 9 ấy. 10. Ông vừa đòi xong. Ta nhớ là gần 20 tháng 10. À, 13. Trời ơi ra. Đi mẹ cả kể có bạch tránh đi vô từ video. Nào 12 đó là gì nào? 12 nhanh lên. Ta lấy mà tao để trông nó đập trai. Ta phải để. Đó là gì nào? 12 nhanh lên. Không 12 đấy cuối mà chưa phải đi Ngọc Hân. Nào. 12 đáp án. 12 nào. Ủa cái bọn này. Đề 425 câu 12. Trời ơi. Nào câu 12 là gì nào? Nhìn nhanh. B loại đúng chưa? Hai từ nối là không phải có đúng chưa? Ok không? B cut off cộng một câu một mệnh đề à, cộng một danh từ không phải cộng một câu, vậy D loại chưa? A hay C? A hay C? A hay C? A sai vì đó không làm gì có thi nào là header not đúng không? Đó là C. 13 đáp án là gì nào? 13. Not answered thì không đông bằng đúng không? Phải not as crowded as C. 14 nào. Did the first time đúng không? Tôm gì đây? Did the first time tôm B sai luôn. Muốn. Nó phải là gì em? 14. À. A chứ. 15 nào. Đây là now đúng không? Now là if loại mấy? Sai bét. Đúng rồi, bây giờ đúng không? B. Nó phải là B. If đầu tiên này if I win C loại đúng không? I good go đúng không? A loại đúng chưa? Đúng không? D loại đúng hết là sai, nó bán là B luôn. Ok. Thì tiếp theo cho anh tiếp theo nào. Sao để dễ nhỉ? Dễ quá mức. Anh sẽ câu số 25. 25 nào. Câu này bắt đầu, câu này là kiệt sai nhá. Nghe này. Rất là tốt để có ai đó gì gì đấy bạn khi bạn đến một nơi mới, vậy đó sẽ phải là learn. Nó sợ learn à? Sợ lead hả mày? Không phải take. Take là lấy. Phải là D. Chị em chưa take mà. Phải là gì? D à? Chị em là gì? Take. Chị em chọn là take á? Vâng. Chắc chắn là sai luôn. Take là lấy. Cá luôn. Cá tiền luôn. Câu này phải là gai chỉ dẫn đáp án B được chưa? Bắt buộc phải là gai được chưa? Được chưa? Nó là gai đúng chưa? Ok không? Sao cô em chưa có ring? Cô em chưa là gì? Ring take và cái gì? Cô này cá tiền luôn, cô này cá luôn. Cá với cô trên lớp 100.000 luôn. Triệu luôn. Không à. Bao giờ câu này là ring. À, mai thịt mẹ em. Câu này mà ring thì rất là hỏi chấm luôn, anh không hiểu nổi đấy. Nó phải là hướng dẫn đúng không? Khi bạn đến một nơi mới. Được chưa? Không thể nào là ring được mà không thể nào là check được. Nói luôn nhá. 26, mày tra đi, chắc chắn luôn. Không có con đà. Được chưa? 26 là đáp án là gì nào? Đúng rồi, khác bằng ti, chuẩn rồi. Không phải sở thích của tôi. 27 nào. Sai bét. Nếu bạn không biết từ này đúng không? Phải tra cứu đúng không? Phải look up. Tra cứu. 28 nào. Thằng này con bé, thằng này đi xe đạp đúng không? D là sai. Đó. D là sai. Nhìn nhá. Wasn't used là A sai này. Didn't used là C. B sai này. Didn't used là D sai, nó phải là C. 29 nào. 29 là 1, 2, 3. Thời điểm. D rồi, ok. 30 nào, 30 nào, dễ lắm. Nào. Nhanh. Đó là gì? Hả? C. Ok, chính xác. Đầu tiên là các nước chung chung thì phải không điền gì đúng không? Dân số của nước đấy thì mình biết rồi. Nó sẽ phải là G. Nó phải là C. Nhất định có số 3, 3. 31 nào. 31. If á. Sai. What? Hả? What? Sai. Where giờ? Tại sao lại where giờ? Không phải. Câu này tao chữa rồi. Nào. Câu này có một từ tao chữa rồi. Câu này là một từ mà có cái nhớ bài chứng tiếp không? Anh chọn có hai câu đều là if và where giờ, nhanh bảo là phải chọn where giờ không?
Đáp án là gì? Là weather, tại có từ nào để chọn weather? Ơ cái bọn này. Không phải từ tu. Ơ. Tao lại mày, wonder nó là hỏi thôi. Thế là gì? Hoặc đúng chưa? Họ đang phân vân rằng không biết có nên cô có nghe, không biết có nên nói cô ấy sự thật hay là không, hiểu vấn đề không? Where the all hoặc cái này hoặc kia nhớ không? Nó phải là where the. 32 nào. Nhìn cô 32. 32 nhìn lên nào. Hả? Who, ok, bắt đầu bài. 33. 33 thằng kia sai chứ, vừa dậy cái này chưa? Mày chưa thế nhỉ? Ông cáo thật sự. Mày suốt ngày chưa thế nhỉ? Em xin lỗi. Tao dậy chưa? Tao dậy chưa? Cái này là gì? Giới từ hôm trước. In gì? In năm, in tháng, in mùa, in thế kỷ, nhớ chưa? Đây phải điên gì? In. Khổ quá dậy rồi. Em nhìn on. Chị em sai nhá, nói luôn. Thôi bỏ cái đạn tao anh đúng không? Sao đâu? Sao luôn chứ sao? Thôi. Sao rồi? Đó rồi anh sao? Từ... Đây. Đây em ơi. Đi về. Tin giờ 17 sẽ đi chưa? Đúng chưa? Thì anh ơi. Đúng không? Sớm đấy. Thì anh đang nhắn tin cho đâu? Ôi chết rồi. Cái đó, cái đó. Bảy rưỡi mà. Anh đang nhắn đi. 7:30 mà sao về được? Anh nhắn cho mẹ mình nha. Nào tiếp cho anh nào. 34 nào nhanh lên. Nhắn cho mẹ. Anh chưa nhắn à? Anh nhắn cho ai đâu? Mẹ em sẽ biết cơ. Không biết. Bữa Khánh nhắn à? Em có mẹ. Tốt đấy. Ui à, mẹ anh thề mày thì sói người ta là Khánh mà cũng nước mà thất luôn. Ơ, em nhắn cho mày biết rồi này. Mình nhắn chưa? Rồi. Cái này nhắn đây chưa? Anh không phải nhắn đâu. Rồi. Ba tư đã bán là gì nào? Nhìn ba tư đã bán là gì? Ba tám là đế. Ba ba là A. Ba tư là gì em? Đế. Hả? Đế. Ba tư là D. Ờ tốt. Tưởng chúng mày làm sai. Anh ơi. À. 37 nào. Ok em. Anh cho em vào gọi là hội Zimmer đấy. Nào. Nhìn 37. Nhìn 37 nào. Ôi thật kia. Hoa ơi. Anh lại. Ào. 37. 37. Nào, sắt ơn tính từ, danh từ giáp, bằng sâu tính từ giáp đúng chưa? Đáp án là gì? Hả? Ây á, nhìn này, trên là what, dưới là ít, D loại. A, B, C đúng không? Very good, thiếu sâu, C loại. A, B cách nhau điểm nào? Một cái là giáp, một cái có N đúng không? Thằng kia thừa N, đáp án là B chưa? Còn đi được nhanh không? Nhìn tiếp con số 38 là gì nào? Đáp án là gì nhỉ? B. B, ừ, 38 là gì nhanh? Xin lỗi, tao có thể đếm bức tử của mày, tao ước tao có thể đếm. A sai luôn ngay từ đầu. C chuẩn luôn, rồi tiếp. 39 nào. 39, 39, 39, đây là câu gì? Câu gì? Bị đầu đáp án là gì? Chị em bảo là bài để đâu không được. Hay là cái gì? Chị em bảo bài để đâu không được. Ai bảo em thế? Anh dạy em rồi làm gì? Khải Bình, bài sắp xếp thế nào? Sai bét. Nơi trốn đến bài đến thời gian trong từ lý thuyết anh có nói ở đấy. Gì cơ? Anh bao nhiêu thì anh bao nhiêu ai nào? Nha. Anh bao nhiêu ai nào? Chấm đấy. Chín chấm. Anh. anh lại luôn. Chín chấm thì anh sợ rồi, anh không được chín chấm. Chín chấm thì anh chịu anh hơi rốt. Anh hơi rốt. Anh không được chín chấm. Đi rồi. Chín chấm về đây sẽ tao. Em bị chém mà 9 chấm Việt Nam này có 3-4 người thôi em. Trong đấy là thầy của anh là 9 chấm, một trong 8 điểm của Việt Nam thì có ai là 9 chấm đâu. Đây, thầy. Hoặc có thể là chị em chuyên về chị IELTS nhưng mà nó không chuyên về ngữ pháp. Vì IELTS không dùng nhiều ngữ pháp, anh không biết, có thể thế. Anh đến 7 năm thôi. Nghe lời lý do quá mà. Hả?
Lý do không bằng chỉnh. Thì anh không bằng thật. Anh chỉ chuyên về ngữ pháp thôi, còn IELTS thì nó là phạm trù khác, mình không chắc. 39 nào, nhìn đây. Chính là bao nhiêu? Anh thật với em nhá. Này, anh thật với em riêng 9 IELTS ở Việt Nam này kiếm tiền như nước luôn. Riêng 9 trước để Việt Nam này luôn. Cơ mẹ mày chỉ chấm về lại hai thằng mềm. Này nhìn tay, nhìn có 39. Nhìn có 39 nào. Nhìn có 39. Em một chị. Ừ, nhìn có 39 cho anh. Cô này là gì nhờ? Nhìn câu 39 cho anh đi. Đáp án là gì nào? Đầu tiên nhá, câu này thì loại ngay C đúng không? Vì có last year nên chắc chắn thì mình sẽ không thể chọn đáp án C được. A, B và D khác nhau điểm nào? Khác nhau của cái sắp xếp được không em? Còn nhớ sắp xếp không? Đúng chưa? Đúng không? Còn nhớ không đây? Đáp án là gì nào? Vị trí của nó là gì? Vị trí của buy là gì đây? Là nó sẽ là nơi trốn buy và thời gian. Vậy đơn giản là thời gian sẽ nằm cuối cùng, hiểu không? Sau đó sẽ đến nơi trốn và sau đến là buy, đến nơi trốn ở phần trên. Ta nó phải là gì? Hả? 9 giờ về không anh? Ừ. Đầu tiên là D loại luôn đúng không em? Bởi vì nó là what's read đúng không? Cái A hay B? Nó phải là B. Ok chưa? B ok chưa? Rồi tiếp. Nhìn 40 nào, đáp án là gì nào? D. Gì cơ em? Ừ, thế câu D là sai luôn. Thế câu D là sai luôn. Tại sao D lại sai? Nghe nhá, đầu tiên nhìn này. Đầu tiên là A sẽ loại đúng không em? Lý do là bởi vì nó là A thêm S. Trên nó là set ật tu thì nó phải là A loại. B, C và D khác nhau ở đâu? Nào, thằng C sẽ loại luôn đúng không? Vì có len, đúng không? Bây giờ câu hỏi là ra là chỉ có phân vân giữa B và D thôi đúng không? Thử tư duy một chút này, mình tư duy một tí là mình hiểu thôi này. Đáp án D là cái đáp án không bao giờ chọn vì hai lý do đầu tiên thiếu chủ ngữ. Lý do thứ hai, nếu giả sử có việc bỏ chủ ngữ đúng không? Thì thằng len được, em phải biến thành quá khứ là len T. Còn len được hiểu vấn đề không? D em không biến, chắc chắn đáp án D em sai. Vậy đã chạy đáp án B. Thế nếu là đáp án B, các em liên tưởng đến cái gì? Cô ra lệnh. Chính xác, ra lệnh chuẩn luôn. Đau khổ. Ok, được chưa? Đưa anh ơi. Đưa anh tí. Vâng. Uống với B à? B đúng rồi. Ok, đưa anh tí. Rồi, đồ ăn đói. Bây giờ làm tranh test của đề này. Thay cho người nghỉ 3 phút. Thì bỏ đi. Dạ. Vâng ạ. Con quên. Nghe chưa? Quên. Các bạn nói một hơi to. Ý thức đâu. Làm tranh tờ test này nhá. Được chưa? What time is it? Lượng từ. Làm tranh quên. Làm tranh 15 câu lượng từ. Ờ, tao đi về. Thế nó phải có ngủ không phải? Ví dụ anh thấy em ra không? Có ba đâu? Có.
mới ra đến 23, 24 thôi. Đấy, đầu đây. Thì như đến thì như là trên 23. Không chưa, cái đấy còn lâu. Anh đương thì quỷ nữa. Qua tết. Làm đi. Season pháo đài gì ấy. Pháo đài mình có muốn về nhanh nhưng mà không muốn làm bài. Tôi muốn làm bài nhưng mà làm nhanh. Muốn... Vâng. Bộ này hơi nhịp. Ý thức. Sorry. Đừng tống thôi. Nè đi. Để phòng đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hồ là gì? Hồ là con gì? Bây giờ đâu? Anh xuống anh chữa cho tờ này đấy.